nó bóp bóp rồi nè mọi người. Bóp đi. Hồi nãy anh định làm là làm kiểu hồi nãy định làm kiểu ông bên. Chắc mình nó quéo cũng kỳ lắm. Mọi người ơi, sáng giờ mọi người đã vất vả với các nhiệm vụ tổng hợp siêu cấp bãi bùn rồi phải không ạ? Đúng rồi. Cực lắm. Quá đơn giản cho chúng tôi chỉ mới thể dục 1% lực thôi. Trời ơi, dính tuồng luôn rồi. Trời đất ơi. Đâu rồi. Cái chạy bom của mình đi. Và để xứng đáng với mồ hôi công sức của các bạn, chúng tôi gửi đến các bạn những quả bóng running để làm phần thưởng cho nhiệm vụ vừa rồi. À, bóng running là bóng chạy. Đội Lan Ngọc 10 quả bóng và đội Thúy Ngân 20 quả bóng. Mời hai đội trưởng và các thành viên cùng thảo luận, dán tên các thành viên lên quả bóng running vừa thu thập được. Vậy là hai tụi mình được quyền quyết định. Hả? Bí mật. Bây giờ đội mình không bằng đi, chia đều đi rồi anh cho em trái, ok chưa? Anh nhân cho em một trái, anh phát cho em mấy trái. Anh không cho trái nào ạ. Ôi sao vậy? Anh quy chắc là cho em. Dĩ nhiên rồi, anh nhân 5 trái. 6 trái là ngon rồi. Ok. Được. Thì ở trong đội của Ngọc, như mọi người biết là có anh Karik nè, anh Trường Giang và anh Trun Phạm là khách mời thôi. Thành ra là ảnh thì cũng đã có được cái viên đá siêu năng lực đó rồi, mà ba người ở trong đội thì vẫn chưa có. Nên Ngọc chia cho ba người ở trong đội là Ngọc, Karik và anh Trường Giang mỗi người 3 quả, và một quả còn lại là của anh Trun Phạm. Ngọc. Con máy gì đây? Mình cuối ta nắm tay nhau đây. Cung điện hả? À, cái khu này là giống như là nhà của quan á, chứ không phải là hoàng cung. Đẹp quá à, là mình vô đây mình chơi hả ta? Rồi, nhà của anh. Này gian tiếp khách nè. Ngồi này nhà bếp. Cái này đặc trưng của hàng đúng không? Đúng rồi, đặc trưng của hàng là thấp vậy nè. Quán Âm Dương nè. Đẹp quá. Này xà đu hả? Xà này là chỉ có phải cưỡi ngựa thôi. Vào cho giống ngày xưa. Này làm gì? Ở nhà ba Giang, ở nhà ba kia. Anh làm người. Cái này làm phơi đồ. Hát kia mấy cái chum kìa, mấy cái chum kìa. À, chum kia. Tìm ảnh giống nhau trong chum. Trong chum á? Chum. Trong thời gian giới hạn, đội tìm được nhiều cặp đồ vật giống nhau trong chum hơn sẽ được trao tặng bóng running. Tinh thần đồng đội và trí nhớ tốt là yếu tố quan trọng trong nhiệm vụ lần này. Trong 60 chiếc chum có chứa hơn 20 loại đồ vật khác nhau, cả hai đội sẽ xuất phát cùng một lúc. Đội nào tìm được các cặp đồ vật giống nhau ở trong chum và bỏ vào rổ đựng nhiều hơn sẽ là đội chiến thắng. Trong lúc đồng đội đi tìm đồ vật, hai thành viên còn lại phải đu sàn ngang. Nếu thành viên đu trên sàn ngang rơi xuống thì thời gian thực hiện nhiệm vụ của đội đó sẽ kết thúc. Đội chiến thắng sau mỗi vòng chơi sẽ nhận được 10 quả bóng running. Rồi, người đu sao như kiến là sao? Không? Không, ý lại đu. Vậy thôi, em với anh Chun anh nghỉ trước đi. Thôi, để anh đu đó, em nói đi. Nhưng mà để anh đu đó. Để anh đu đó. Chuẩn bị. Nè anh nhận cái gì? Đây, Karik cùng thích. Nè anh nhận cái gì?
đây, cà rít. Cà rít là một thịt lực lượng 6-4 nha quý vị. 6-4 nha. Ở đây đừng như vậy. Xin chào, xin chào. 1, 2, 3. Màu dây màu tím và dây màu xanh à. Đúng thế à? Quỷ à? Quỷ à? Muốn sao à? Alo. Alo. Rồi anh cứ mở ra coi liên tục nhưng mà anh phải đóng lại chứ không đồng đội bên kia nó chạy qua nó coi. Không đâu. Anh chạy được không? Được, anh chạy đi. Ừ, chạy cho. Đi đâu mà đi. Ê. Ê. Thôi nè phụ này nè. Ngọc ơi. Đi đâu mà đi. Thôi đi đi mà. Thôi đi. Đi. Not, em sắp đến this. Rồi. Not this. Được. Not this. On this. Not this. On this. Please. Đừng có giỡn. Là rất liền luôn á. Đừng có giỡn. Tại vì anh kêu không đúng. Trời ơi. Ui, anh Vinh. Anh đừng có mở. Thở ra nhiều quá không có được. Không tại. Anh
Giờ chuẩn bị. Ngọc ơi, đừng có cười Ngọc. Ngọc, Ngọc này đó. Một cái. Ngọc, cười Ngọc. Ngọc, Ngọc này đó. Ngọc, Ngọc này đó. Ngọc, Ngọc này đó. Một cái. Ngọc, thôi rồi, tập trung lên Ngọc ơi. Ngọc. Nếu phải thời gian không Ngọc? Ngọc ơi. Ủa cái gì vậy? Thì có cái gì giống nhau thì lấy đó. Có cái gì giống nhau thì lấy đó. Cái này là cái đúng rồi, là đó trời. Ê cái này camera anh Giang ơi, cái đó camera không có được tên, cái đó camera không có được tên. Ê tới rồi hả? Trong trận đấu lần này thì đội Thúy Ngân chiến thắng, các bạn sẽ nhận được 10 quả bóng Lenny. Tương ớt chiên su, vạn món ngon cùng vị. Chuẩn bị. Thank you.
Còn có một người thôi nha Phan ơi. 85kg lận em. Xin lỗi. Anh lỡ ăn gì anh mập quá em. Xin lỗi. Trời anh nhanh ra rồi kìa, Phát ơi. Bên kia nữa rồi nha, bên kia nữa. Đội Lan Ngọc chiến thắng. Chúng tôi dành tặng cho các bạn 10 quả bóng Rinny. Yeah.